Ok, chào mừng cả nhà quay trở lại cái series game về Pokemon Go. Lại mình đây tôi chẳng cả nhà. Mấy ngày mà diễn ra cái bot Juventus cả nhà, từ lúc mình đi Hội An tới bây giờ thì mình đã tranh thủ làm một số cái, đó là mình thử đánh các cái bot 5 sao cả nhà, bot Juventus bằng chim huyền thoại hiện tại ấy. Và khi mà nó có các cái AV thấp thì mình sẽ thử bỏ nha. Và mình đã đến 15 raid để mình test xem thử là cái tỷ lệ nha, thử là cái tỷ lệ nó có ra được cái AV ngon hay không và nó ra được bao nhiêu ấy. Rồi cả nhà cùng xem các cái video mà mình đã đi đánh nha, để xem thử là mình bỏ AV thấp thì mình bỏ hết luôn, không có bắt, để xem thử nó có ra AV ngon không nha. Ok, let's go cả nhà. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với raid đầu tiên. Khi mà nó đó bot nó chết rồi thì nó thu cái CP xuống, và khi mà mình biết được là cái CP 2160 cái nhà đó là Hendo, khi mà không bút thời tiết nha. Và đa số các bot này mình đánh là không bút thời tiết cái nhà. Rồi bạn 21116 này là dưới EV 991 rồi, những bạn mà dưới EV 91 là mình bỏ hết luôn nha. Rồi 21116 cái nhà bỏ. Ok, một bạn này. Rồi đến bạn thứ hai cái nhà, đến bạn thứ hai Juventus đó. Mình tranh thủ đi raid để mình test xem thử là cái tỷ lệ ra Pokemon ngon nó có ổn không, đối với cái trường hợp mà chúng ta thử cái cách bỏ các AV thấp đó, để chúng ta tìm cái phương án đánh bot này. Ok, 2156 cái nhà, thì đây là cái AV sát với lại cái AV Hendo 2160, thì bạn này là 98, chắc chắn là 98 rồi các bạn, cách 4 điểm CP thôi. Ok, let's go to bonus challenge. Đây 2156 nha, không xem đi. Rồi bắt nha. Ok, 2156 nha, mình thấy. Ok, 98 nha, mát hay dòng chơi quá tuyệt vời. Tiếp theo đó là raid thứ 3 cả nhà. Bao nhiêu tổng cộng là mình đến 15 raid cái nhà, 15 raid 2093 các bạn. Ok, các bạn có thấy cái số mà nó thu xuống về cuối cùng ấy đó, cái số chốt điều là cái số khi mà chúng ta vào bắt 14 4. Rồi bạn này mình bỏ luôn các bạn, 2093 rất thấp, bỏ. Ok, tiếp theo là raid thứ 4 cái nhà, đây là đó, cứ IV dưới 91 là bỏ hết nha, để xem thử là sau 15 break là mình được bao nhiêu. Cái bạn IV cao các bạn, 2110 mà cũng bỏ luôn. Tầm 2140 trở lên thì mình mới bắt nha, còn dưới 2140 thì mình thả hết các bạn đó. Tranh thủ đi test cái này cả nhà, test xem thử là nó có tăng tỷ lệ không, nếu mà nó tăng tỷ lệ thì quá tuyệt vời. 2110 các bạn này, cái này bằng bắt gần biển. Rồi raid thứ 5 như vậy thì mới được có một bạn 98 cả nhà, raid thứ 5 được một bạn 98. Mới bỏ cái raid đầu tiên, sau đó raid thứ 2 là được một bạn 98. 2137 cả nhà, thì bạn này là hình như mình nhớ là 87 hay 89 gì đó. Rồi và mình cũng bỏ luôn nha, nó cũng gần với lại 2140 thì vậy cả nhà. Ok, 2137 rồi bỏ luôn nha. Tiếp theo là raid thứ 6 cả nhà. Ok, bao nhiêu cái này, thời tiết mưa này, bạn này thời tiết nhiều thì mới bút được. Ok, 2098 lại. Rồi bỏ luôn nha, bạn này bỏ luôn. 6 raid rồi cả nhà. Dầu 13 bóng, vẫn là 13 bóng, không có frame nên là vẫn là 13 bóng cả nhà. Không shiny 2098. Ok, bỏ. Rồi raid thứ 7 các bạn. Dầu. Đó, cứ có bot là mình đi đánh thôi. Test cho cả nhà xem. 2133 bỏ luôn nha. 2133 thì cũng được, tầm 84 87 gì đó, tầm 84 đó nha, từ 87 gì đó thôi. Ok, 17 bóng. Vô, không sẽ đi. rồi bỏ luôn cả nhà, 2133. Ok, tiếp theo là rank thứ 8 cả nhà. Như vậy thì mình chỉ có được một bạn 98 sau 8 rank. Kết hợp với lại tầm hai bạn ở Hội An cũng như là một bạn đầu mùa nữa, 2117 cái nhà, bỏ luôn nha. Hai bạn Hội An thì cũng là 211 máy thôi cả nhà, cũng tấm 2 tấm 4 thôi, 2105. Rồi bỏ luôn nha. 2111 thì mình thấy là cũng 3 sao cũng ok đấy, nhưng mà mình thì phải về 91 trở lên cái nhà, về 91 trở lên. 2105 này rồi bỏ. Tiếp theo là rank thứ 10 cái nhà. Ok, xem thử nha. Uh-huh. 2106. 2106 thì cũng là IV thấp cả nhà, bỏ luôn nha. Đó, vừa đánh cái này vừa kiếm Shiny luôn cả nhà. Rồi 2106 bỏ. Rank thứ 11. Wow. Đó, 198 nó ra rồi, nó tịch luôn cả nhà. 2121, ok, số đẹp này. 198 này, 2133 là cũng được tấm 7 đấy chứ. Tấm 7, tấm 7, tấm 4 gì đó cái nhà, tấm 7 thì phải, tấm 9 gì đó. Ok. 13 bóng. Thôi 2121 nha, bỏ luôn cả nhà. Ok, rank thứ 12 các bạn. À, 2106. Rồi bỏ luôn. Nó ra đúng một con 98 các bạn, sau đó là nó không ra một cái AV 90 91 nào luôn, không ra 10 91 nào trở lên hay luôn cả nhà. 91 93 96 tìm những cái rate trước thì tìm mình rất là nhanh, nhưng mà đợt này rate hơi bị khó, kiểu như nó bốt các bạn. Nó bốt cái thẻ xanh làm free ấy. Đó, 2106 các bạn. Tìm một con 91 mà còn khó dã man luôn. Ok. Đấy này là thứ bao nhiêu rồi ta? À, thứ 13 rồi các bạn. Còn là thứ 13 này. Bao nhiêu? Ok. Go to summary. 15 bóng. 2108 rồi. Lỗ luôn, bán run chạy cái nhà, bỏ nha. Rồi rank thứ 14 cái nhà thì đây, bạn này là được 2140. Đó là vì sao mà mình bỏ cái bạn 33 đó cái nhà, 37 chứ, 37 hay 33 gì đó quên rồi. Đây hai bạn 2140 thì sau khi mình bắt xong thì bạn này lại với 91 này thì sau 14 rank đó được 198 với lại 191 cái nhà đó. Rồi thì cả nhà xem thử cái tỷ lệ nó thế nào. Mình thấy thì nó cũng bình thường. Nó cũng không tăng bao nhiêu cả nhà. Đó. Đây 91 các bạn. Ok, thuộc 4 điểm nha, 91. Rồi, rank cuối cùng, rank 15 thì sau khi mình test xong 15 rank cả nhà thì bạn này cũng là AV cùi luôn. Đó. Rồi xong sau khi 15 rank mình đánh xong thì được 1998 cả nhà, 191. Còn lại thì được ba bạn là tầm khoảng 87 84, 87 84 gì đó. Rồi cả nhà thấy cái tỷ lệ thế nào này, nếu mà chúng ta bỏ các Pokemon huyền thoại thì theo mình thì mình thấy là nó cũng không tăng bao nhiêu các bạn, cũng không tăng bao nhiêu so với những cái ngày rank trước mình bắt. Thậm chí là mình thấy là chúng ta còn hơi phí kẹo XL này, nó như thả chúng ta sẽ bắt được 2-3 kẹo XL, rồi chúng ta nếu mà chúng ta bắt lại chúng ta giữ, chúng ta trade nhiều khi nó ra lucky hoặc là đô luôn các bạn. Đó, cho nên là theo mình nhận xét thì nó cũng giống như cái việc không bỏ thôi, cho nên là thôi tốt nhất là các bạn nên bắt hết đi. Chúng ta cứ rank chúng ta bắt hết đi, nó cho bạn nào thì bắt bạn đó ha, hên xui nhân phẩm đi cả nhà. Ok, như vậy là video testing 15 rank bỏ AV dưới 91, xem thử nó ra AV cao không. Thì mình được một bạn 98 cũng như là một bạn 91, còn lại là 12 13 rate thì không được cái gì hết cả nhà, cái dưới 91 ấy. Ok, hy vọng cái video này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về việc chúng ta đánh cái này là bỏ rate hay là giữ rate lại ha. Ok, cứ lấy cả nhà, giúp cả nhà có một ngày chơi game vui vẻ. Nhớ like cũng như là chia sẻ video giúp mình, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye, hẹn cả nhà các video lần sau nha. Bye, ok.